xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chúng tôi tới cái phần à, cuối này thì à, cái bản tin kế tiếp đây chúng ta sẽ nói tới cái chuyện là dân nga đang khổ sở vì à, thiếu trứng gà như mình thấy ông putin ông có thể ông thành công trong những việc à, những chuyện lớn chẳng hạn như ông đã giúp đó cho được cái nền kinh tế của nước nga nó vững vàng dù là bị châu âu trừng phạt thế nhưng đối với nhiều cái chuyện nhỏ đó thì bây giờ đang quay ra là mất uy tín của ông như chúng ta biết đó à, thì à, châu Âu đã đưa ra một cái gói trừng phạt rất là nặng nề tới mười mấy gói luôn đối với lại nước Nga đó thì cái điều đó đó nó là nó khiến cho một cái mặt hàng mà dân Nga rất là ưa chuộng là trứng gà từ châu Âu nhập vào nó thiếu đi mà chúng ta biết rồi cái hàng gì mà nó lại thiếu đó mà người ta còn lại ưa chuộng nhiều đó, thì bắt buộc nó phải lên giá thôi cho nên năm ngoái ngay từ năm ngoái đó, sau khi một cái chiến tranh nó mới có một năm thôi đó thì cái quả trứng gà ở bên nga đó, nó đã gắt nó, nó đắt hơn 40% so với cái thời kỳ mà trước chiến tranh nhưng mà sau đó rồi nó lại cứ là tiếp tục lâu lâu nó, mỗi một tháng nó còn lên cả mấy phần trăm cho tới giờ này thì coi quả trứng gà của nước nga nó rất là quý nó rất là hiếm và rất là đắt đó đến nỗi cái từ, từ tết nhiều công ty nhiều xí nghiệp tặng thưởng cho, cho cho nhân viên của mình là những cái gọi là những cái hộp những cái vỉ trứng gà 12 trái như là một món quà quý chứ không phải giỡn đâu. Để mà sửa lại cái sự chuyện mà khủng hoảng này đó thì ông Putin ông mới liên lạc bên thổ Nhĩ Kỳ để mà nhập cảng vào trứng gà của thổ thì cái đợt đầu tiên trứng gà của thổ coi như là phải nói là mấy chục ngàn tấn được cái đợt, đợt giao nợ nhập cảng đầu tiên nhưng mà bất hạnh thay một cái là ngay từ cái nhập hàng lô hàng trứng gà đầu tiên của thổ nhĩ kỳ đó người ta đã khám phá là hơn 20% bị nhiễm vi khuẩn H5N1 chúng ta biết H5N1 là gây ra cái dịch cúm gà thì cái điều này rõ ràng nó lại làm cho cái khủng hoảng về trứng gà của người nga người ta còn, còn ghê gớm hơn nữa với cứ cứ, cứ, cứ 10 trái à, thứ năm trái thì hết một trái là hơn một trái là, là bị nhiễm vi khuẩn như vậy thì làm sao mà ai dám tiêu thụ trứng gà thổ nữa tất cả mọi cái trái trứng gà nhập cảm của thổ đều phải coi như phải thâu hồi hết và cái trứng gà của của nước nga lại càng khủng hoảng và là còn mất uy tín hơn nữa cho nên cái chuyện đó mình thấy rõ ràng là một điều là trứng gà của thổ bây giờ nó thành ra trứng gà thổ tả đó thượng thổ hạ tả ăn vào là thượng thổ hạ tả không ai dám tiêu thụ nữa, và nó và làm cái điều đó làm cho ông putin ông rất là nhức đầu không biết cái giải quyết bây giờ là, là kiếm đâu ra trứng gà cho dân nga cái điều đó nó cho thấy rằng là quả thật là cái chuyện mà cấm vận kinh tế của châu âu đó nó không nó thế nào nó cũng phải có gây ra những cái hậu quả không ở chỗ lớn thì nó cũng ở chỗ nhỏ chứ nó không thể bình yên cho nước nga như là ông putin ông ông cứ hay tuyên bố cái chuyện nhức đầu thứ hai là cái chuyện mà cái bà con gái của ông putin bà có tên là Voronsova sova bà này vốn là một cái bác sĩ về nội khoa đó bác sĩ chuyên về tuyến nội tiết thì bà con gái của ông putin thì trước giờ bà biết cha mình làm công việc như vậy nên bà sống ở cuộc sống nó rất là kín tiếng không có khi nào bà xuất hiện ở ngoài công chúng cả thế nhưng mà không hiểu sao vài ngày trước thì bà là bác sĩ mà bà chấp nhận một cái cuộc phỏng vấn cho một cái cơ quan một cái mạng xã hội nó cũng thiên về y khoa là cái mạng medtech và đó moscow thế thì trong cái cuộc phỏng vấn nó thì dĩ nhiên là người ta hỏi toàn về vấn đề mà y tế thế nhưng mà không hiểu sao vì bà lại có một cái nhận xét về xã hội của nước nga như thế này bà nói theo bà nhận định cái xã hội của nước nga nó chú trọng vào cái chuyện là con người chứ không có chú trọng về vấn đề kinh tế và bà nói rằng là xã hội nga thì đối với xã hội nga thì sinh mạng của con người là cực kỳ quan trọng và quý giá thì có lẽ là nhận định của bà chỉ có, là, có lẽ là nó nhận định là của một bác sĩ nhìn cái xã hội theo cái con mắt của một bác sĩ thôi nó vô tình thôi thế nhưng mà điều đó nó không ngờ rằng nó quay trở lại nó, nó gọi là phản chính trị Đó là, là những cái đòn phản chính trị đối với ông bố ngay lập tức những cái người mà dùng mạng X hồi xưa là Twitter đó đã đăng tải rằng là có lẽ là bà này bà đang gọi là gọi là giống như là phản bác lại những cái cuộc chiến tranh của ông Putin. Bởi vì cái cuộc chiến tranh của ông Putin đã làm cho 315.000 người đã tử vong rồi và ông Putin ông coi mạng người như rác. Ông tiếp tục ông gọi là ông bắt lính ông ấy đẩy những cái người lính thiếu trang bị thiếu huấn luyện vào những cái vùng chết chóc như bác mút hay là ajin inca gì. thì thưa quý vị rõ ràng là có lẽ là bà con bà vô tình thôi nhưng mà không ngờ những nhận xét quay trở lại là đâm sau lưng với ông bố và nó điều này đã đối với cái người việt nam chúng ta nói ấy, là những cái chuyện mà gọi là trải qua năm sông bốn biển không chết về tới nhà thì lại chết vì vấp phải cái lỗ chân trâu những cái chuyện lớn ông cho ông putin ông có gọi là ông lo liệu được hết nhưng mà những cái chuyện nhỏ như vậy hóa ra lại là những cái chuyện mà làm cho ông mất uy tín mà ông không có cách nào mà ông có phòng, phòng ngừa được